Sau hội nghị, Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai đã tổ chức diễn đàn đối thoại giữa Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt các cấp. Buổi đối thoại có sự tham gia của hơn 200 sinh viên năm tốt đến từ các trường đại học cao đẳng trong tỉnh. Nội dung đối thoại xoay quanh những vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của sinh viên trong quá trình phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, về những giải pháp kết nối, nâng cao vai trò, phát huy năng lực sinh viên năm tốt sau tuyên dương, đồng thời vai trò trách nhiệm của sinh viên năm tốt cho sự phát triển của tỉnh nhà. Em nghĩ là đây là một cơ hội để chúng em có thể bày tỏ ra những cái sự nguyện vọng của các em với cương vị là sinh viên năm tốt các cấp, có thể mong muốn là hội sinh viên tỉnh nhà mang lại những cái lợi ích cho tụi em, ví dụ như là có thể tổ chức những cái hoạt động hay là có thể bổ sung những cái quyền lợi khi là sinh viên năm tốt, là tụi em sẽ được những gì thay vì chỉ là những cái danh hiệu hay là những cái bằng khen mà thôi. Tại buổi đối thoại, sinh viên năm tốt tỉnh đã đặt ra gần 10 câu hỏi. Tất cả các câu hỏi, thắc mắc đều đã được Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh giải đáp thỏa đáng, đồng thời đưa ra những định hướng giúp hội viên, sinh viên có thêm động lực trong học tập và rèn luyện. Cảm ơn hai bạn. Ở đây thì ngoài hội sinh, tôi cũng mong muốn lắng nghe những ý kiến, đóng góp của các bạn, những tâm tư nguyện vọng của các bạn để chuẩn bị chất liệu cho một nhiệm kỳ mới. Dự kiến thì trong tháng 10 năm 2023 thì Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ được diễn ra. Và đây cũng là một cái dịp để Ban thư ký Hội sinh viên tỉnh nhìn lại một cái chặng đường 5 năm vừa qua và lấy ý kiến của các bạn sinh viên, những nội dung nào mà các bạn cần, những nội dung nào các bạn cảm thấy chưa hài lòng đối với công tác hội và phong trào sinh viên để chúng tôi có sự điều chỉnh cho một cái nhiệm kỳ mới. Cái hoạt động mà em cảm thấy tâm đắc nhất đó chính là cũng là cái danh hiệu sinh viên năm tốt đó chị. Tại vì cái danh hiệu đó đã khiến cho em luôn luôn phải đặt một cái mục tiêu dành cho bản thân mình là mình phải phấn đấu làm sao để mà mình đạt được từ cái cấp thấp nhất, đó là cấp trường, cấp tỉnh, xong rồi đến cấp trung ương. Bản thân em mà đạt được cái danh hiệu cấp trung ương á, nó đã là một cái hoạt động mà hội sinh viên tạo điều kiện lớn nhất trong cuộc đời của em rồi. Diễn đàn đối thoại cũng là một trong chuỗi các hoạt động để hướng đến Đại hội đại biểu Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2023.